Chị Diễm đâu biết ai đến đâu mà. Ủa, dạ. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ. Tại em không để ý, em nghĩ là anh chưa tới chứ. Dạ hả? Dạ. À,
À, kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày 25 tháng 12. Ngày hôm qua là mới Giáng sinh xong, thì hôm nay gia đình mình vẫn còn ở Hội An, cho nên mình tranh thủ mình ghé thăm nhà chị Diễm. Chắc là những ai mà yêu thích, yêu thương Hát Mãi Ước Mơ chắc chắn là sẽ không thể nào không biết, không thể nào quên được chị Diễm Tam Kỳ. Bạn Trấn Thành cũng đã từng đến để giúp cho chị Diễm làm một MV để kỷ niệm nữa. Hôm trước anh Khương Dừa có ghé thăm em đúng không? Dạ, anh chào anh. Dạ. Ừ. Anh tự giới thiệu nha. Dạ. Chứ em đâu biết anh ha. Dạ, em nghe giọng cũng quen quen. Nghe giọng à. anh là ở công ty Điền Quân á. Anh là người nhỏ nhất. Dạ, em hiểu. Dạ, em chào anh. Anh Điền. Anh Coleman. Rồi. Sao biết tôi hay vậy trời? Dạ. Hôm trước anh Khương có tới thăm em đúng không? Dạ. Ừ. Dạ có ạ. Đây cho anh gửi cái mic này để nói chuyện cho nó lớn lớn nha. Ok. Dạ. Hôm nay cả nhà anh đi đi nghỉ Noel cho mấy đứa nhỏ đi chơi á. Dạ. Xong anh nói thôi để tranh thủ ghé thăm em. Dạ, em cảm ơn anh. Thì, cảm ơn. Cái hai nữa là trao đổi với em là anh đang có làm một cái chương trình tên là Show Diễn Cuộc Đời. Dạ. Thì ở đó để anh giúp cho những cái nhân vật là những người cũng có hoàn cảnh, thứ nhất là có tài năng ca hát, âm nhạc, nhưng mà hoàn cảnh cũng khó khăn, hoặc là họ cũng có những cái đại khái với một số cái trường hợp giống như em vậy đó. Thì mà anh trao đổi với mấy anh em nói là hay là mình hôm nào mình ra thử chỗ chị Diễm. Dạ. Hôm trước anh có dặn Khương á, lúc mà đi cứu trợ đó. Dạ. Thì ghé thăm em phải không? Dạ. Dạ anh hôm trước thì anh Khương cũng có ghé thăm em, cũng cũng có nói sơ sơ là anh Coleman sẽ làm một cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Nhưng mà thật sự là khi mà em nghe bên công ty điện thì công ty của anh điện thì em cũng rất là xúc động, tại vì em không nghĩ là mình tưởng quên rồi hả? Dạ. Dạ em không nghĩ là mình sẽ có được một cái xô diễn mà gọi là dành riêng cho mình. Dạ. Cho nên là khi mà em nghe cái này em rất là mừng. Mừng mà không ngủ được mấy đêm luôn á anh. Vậy hả? Dạ. Dạ. Thì cái show này thì là những nhân vật là một là hát hay, hai là đàn hay, hoặc là thổi sáo, nói chung là trên mọi lĩnh vực á. Dạ. Nhưng mà họ thứ nhất là họ có cái đam mê nè với nghệ thuật nói chung, âm nhạc nó riêng á. Rồi đam mê tới cái mức mà vượt qua cả những cái khó khăn của số phận nữa, hoặc là cũng có những người là những ông thầy giáo rồi cũng âm thầm đi đàn ở các cái phòng trà mỗi đêm mà cứ vậy mấy chục năm. Hoặc là có những giáo sư dạy ở các trường cao đẳng, trường đại học âm nhạc mà rất nhiều tài, chơi được rất nhiều nhạc cụ và rất là hay luôn mà trước giờ không ai biết, tại vì chưa bao giờ họ đứng lên sân khấu đó. Họ toàn đứng đằng sau đấy, họ dạy ra các thế hệ mà không như không ai biết. Thì nói chung là rất nhiều nhân vật. Thì anh cũng nghĩ là anh trao đổi với em trước, nếu được thì làm một tập cho em. Thì làm ở Tam Kỳ, thì trước đây anh cũng được biết là em nằm trong cái hội người mù Tam Kỳ đúng không? Bây giờ em còn hoạt động trong đó không? Dạ em cũng là hội viên ở đó thôi, chứ cũng em làm ở đó thì bây giờ em cũng không làm nữa, tại vì làm ở đó thì trước đây thì em cũng có tham gia massage ở đó, nhưng mà bây giờ massage nó khách khứa bây giờ thì do cái dịch Covid này, cho nên là em về nhà luôn, em chưa đi làm lại. Vậy bây giờ cái hội đó là họ không còn Dạ, tại vì họ vẫn làm, nhưng mà em là tại vì nói thiệt sự là mình cũng không biết ai có Covid mà cũng không biết ai không, cho nên là em có con nhỏ nữa. Dạ em xin nghỉ ở nhà. Dạ em được mấy cháu vậy? Dạ em có hai ạ. Cái bé này đứng đây là bé là dạ bé lớn nhất. Dạ bé lớn hả? Còn bé nhỏ nhỏ là ở đây, bé nhỏ nhỏ nó nói đó. Cái bé này đứng đây phải không? Dạ. Còn bác ngồi đây là bác dạ, là mẹ em mẹ ạ. Dạ. Còn đứa lớn là mấy tuổi rồi? Dạ lớn em học lớp 6 á. Lớp 6. Chắc đi đâu hả? Đâu có ở đây hả? Dạ. Biết nói chưa con? Biết nói chưa?
không biết ha, mình đi mình dạ mà rồi. Mình đi vội quá mình không biết ha, biết ha. Mang bánh và bánh rồi tới cho cháu. Dạ cảm ơn anh. Khi mà em nghe cái thông tin mà được tham gia cái show diễn cuộc đời của anh thì em rất là mừng. Tại vì thực sự là em cũng không biết nói gì, là nói chung là em cũng cảm ơn anh và ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho những người khiếm thị và những người có cái hoàn cảnh mà không may mắn như tụi em có thể là được đứng trước công chúng, mặc dù là như mình không biết, mình không nhìn thấy họ, nhưng mà có thể là mình đem những cái lời ca tiếng hát của mình, mặc dù nó không được xuất sắc, nhưng mà mình cũng cố gắng để mình thể hiện, để mà mang lời ca tiếng hát để mà ta cho họ thư giãn trong những cái thời giờ làm việc vất vả. Dạ. Đâu có xuất sắc gì mấy đâu. Tinh thần như em tham gia mùa thứ ba đúng không? Dạ. Em tham gia tập ba mùa ba luôn anh. Từ tập ba mùa thứ ba luôn mà Trấn Thành là nổi da gà luôn. Dạ. Sau đó thì bạn Trấn Thành cũng có nói cũng có hứa với Diễm thôi. Nhưng mà rồi sau đó bạn Trấn Thành cũng đến có thực hiện cho em một cái MV ha. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì chị Diễm thì em là Ngọc Diễm không? Dạ, Bích Diễm ạ. Bích Diễm. Dạ. Chị Bích Diễm thì Bích Diễm thì nói có vẻ khiêm tốn vậy thôi, chứ cái giọng trong các cái mùa của Hát Mãi Ước Mơ thì có thể nói là Bích Diễm là một cái giọng ca mà gây ấn tượng rất là mạnh ở với ban giám khảo của Hát Mãi Ước Mơ cũng như là cả cộng đồng của bà con của bác yêu âm nhạc. Dạ cảm ơn anh quá khen. Dạ. Nhưng mà em thì em nghĩ là giọng ca của mình chỉ là hát cho những người hàng xóm láng giềng, chiều lại là mọi người đi làm thợ về, là cứ khi nào mà em buồn em ngồi mang cái đàn ra đây thì khi em hát thì nói chung là em cũng không có chú ý xung quanh. Nên là mọi người cứ tự nhiên đứng nghe thoải mái rồi cứ tự nhiên đi thôi. Dạ. Là chiều nay em cũng ngồi kiểu vậy hả? Dạ. Hèn chi nãy mình tới mình ngồi là chị không có biết. Dạ tại vì em cứ tự em cứ đánh cứ chiều là em cứ ngồi em đàn chơi vậy hả? Dạ. Thực tế thì cái guitar thì cũng không phải là sở trường của em, mà cái đàn tranh mới là sở trường. Ở trước em học đàn tranh nhưng mà vì bão vừa rồi nó sụp nhà cái là cái đàn em nó bị bể luôn. Trời đất. Nó hư luôn. Vậy hả? Dạ. Nên là không có cái đàn tranh em chơi đỡ cái đàn này cho vui. Thôi thì thôi để thôi, nếu mà tham gia chương trình được quý bà con cô bác và quý mạnh thường quân gần xa ủng hộ thì biết đâu mình có cái đàn mới ha. Sắm dạ. Cái đàn mới, em đánh đàn tranh hả? Dạ. Ồ. Chứ guitar không phải là sở trường? Dạ không ạ, guitar thì để gọi là phụ họa thêm cho em để em hát cho vui thôi, chứ còn thực tế thì không phải sở trường guitar của em. Dạ. Khi nhưng nghe... mà em chơi đàn tranh được lâu chưa? Dạ em học đàn tranh từ hồi em học lớp 2 á. Tức là khi em vô đến nhạc viện thì là em học được 15 năm đàn tranh. Ồ, em mới vào học nhạc viện luôn hả? Dạ. Nhạc viện thành phố hay? Dạ không, nhạc viện quốc gia. Nhạc viện quốc gia? Hà Nội ạ. Ồ, nhạc viện quốc gia Hà Nội, wow. Vậy là nếu mà với đàn tranh là em đàn được, em đánh được bao nhiêu? Dạ có thể là độc tấu cũng được, hoặc là có thể hòa tấu với dàn nhạc cũng được. Oh wow. Rồi em mới tập guitar sau này hả? Dạ guitar thì em thỉnh thoảng mò ví dụ thôi, như mò mẫm chơi. Dạ, những cái thời gian mà em rảnh rỗi không biết làm chi thôi, mang đỡ cái đàn để mò mò cho vui. Dạ. Tức là em học đàn trước rồi em mới hát sau? Dạ em hát thì em biết hát từ hồi nhỏ. Cái lúc mà mẹ em đi làm mình gọi là làm đào mương thủy lợi á, thì ở đây gọi là làm kênh dẫn nước. Thì là em thuộc rất là nhiều tuần cải lương. Thì lúc đó bà con làm đó thì có cái loa phóng á, nó xong đưa cho em micro thì em ngồi em hát cái tuần này đến tuần khác cả ngày đó cho họ nghe, để họ động viên tinh thần cho họ làm. Nên là lúc đó mình cũng không biết là dùng từ động viên, nhưng bây giờ thì mới biết. Hồi đó em thuộc rất là nhiều tuần cải lương. Dạ. Hát được cải lương luôn? Dạ được ạ. Trời ơi. Ồ. Hơi bị độc nha. Ồ. Nghe là đánh em biết cải lương đó. Xa đưa tiếng ơi hát giữa trưa bài tình quê gợi thương gợi nhớ về thăm lại chốn cũ dường xưa thì hỡi ơi nội tôi nơi
em không đàn được ạ. Đúng rồi. Dạ. Cái này có đàn là khác liền. Dạ. À rồi, vậy là anh đang lên, anh đang nghĩ đến là sẽ kết hợp với ai nè. À. Trời ơi, cái này mà đưa vô kết hợp với anh Thanh Điền, anh đánh thì thôi chết luôn. Dạ, em nghe. Em có nghe tiếng anh Thanh Điền ha? Dạ, có. Anh mới về làm tập rồi cho anh. Em nghe trên kênh của anh mà. Ừ, anh mới về làm tập rồi cho anh á. Dạ. Nhưng mà khổ cái ảnh sức khỏe anh yếu lắm, anh không có. Dạ. Không biết làm sao mà anh di chuyển đi được. Còn nếu mà làm cho em thì không biết làm ở đâu ta. Giờ cái khó nhất là làm ở đâu á. Dạ, nó ở Tâm Kỳ mình thì thật sự ra thì cái âm nhạc thì cũng chưa phải là cái món ăn của họ nhiều. Dạ. Cho nên là thật sự ra nếu mà tụi em mà về đây thì cái đất mà để diễn không có anh ạ. Dạ. Cho nên những cái show nào mà hết sức là thiện nguyện họ mới gọi mình thôi. Dạ. Có thể là mình đi là gọi là không có mình hồi nào cho em đi diễn là từ hồi bé đến giờ là em chưa bao giờ em biết đến cái chữ cắt xe là gì ạ. Trời, dạ. Nghe thấy thương không? Tại vì mình đi làm thiện nguyện, họ mời đi làm, em ơi làm giùm anh cái show này là show từ thiện để mà quyên góp, là làm sao mà mình nói là cắt xe được anh. Dạ, cho nên là thôi. Tại vì cái chương trình này nó vậy nè, tức là anh sẽ tổ chức cho em một cái sân khấu ha. Dạ. Cái sân khấu đó nó có thể là ở bất kỳ nơi đâu, nhưng mà thông thường á thì là anh sẽ tổ chức ở tại một cái địa điểm mà ở quê hương của cái nhân vật đó. Ví dụ như anh Thanh Điền thì anh tổ chức ở Cần Thơ. Dạ. Ví dụ như em thì anh cũng muốn là tổ chức ở đây, ví dụ dạ. Vậy nhưng mà tổ chức ở đây thì anh cũng chưa biết là nó tổ chức ở đâu cho nó phù hợp á, để làm sao người ta đến đông nè. Dạ. Thì các khán giả khi họ đến họ sẽ vỗ tay là mình nghe hát sướng lắm anh. Không, với lại họ đến xem thì mình phát vé miễn phí. Dạ. Nhưng mà sau đó họ sẽ mỗi người họ tự đóng góp cho mình thôi. Dạ. Ừ, giống như trước đây em chưa về hát cát xê, có cát xê đúng không? Dạ chưa. Thì bữa đó người ta sẽ hát, mỗi người sẽ xem xong rồi họ tặng cho em. Đó, dạ. Tùy tâm vậy đó. Dạ. Rồi ngoài ra bà con của bác Quý Mạnh Thường Quân, khán giả rồi của anh với anh Phương Dừa ở nước ngoài nhiều lắm. Thành dạ. ra là nước ngoài rồi ở những nơi xa đó. Dạ. Ở các nơi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc này họ cũng sẽ gửi về cho em. Dạ thì cái này em cũng nhiều tiền đó. Dạ em không biết nhưng mà thật sự là em cũng em nói thiệt em ái mộ những cái chương trình của anh rất là lâu rồi nhưng mà em không biết làm sao mà để gặp được anh. Tại vì lúc Khát Mãi Ước Mơ á, khi mà em nghe biên tập mọi người trong phòng nói là anh Điền đấy thì lúc đó em chưa biết anh Điền là, tại vì em chỉ biết mỗi tên của anh Coleman thôi. Dạ. Sau này em về em mới biết cái là em lúc đó em mới hỏi, em định hỏi nhưng mà lúc đó mọi người cứ ai cũng vô việc đó. Cho nên là cũng không có tiện cũng không hỏi biết được. Ai là dạ. người đứng đằng sau đúng dạ, không dạ. Thật ra cái Hát Mãi Ước Mơ là cái chương trình đó là cái format chương trình đó là anh là người sáng tạo ra đó. Dạ, tức là anh sáng tạo anh từ một cái đó. Chương trình karaoke. Đúng rồi. Dạ. Anh đi karaoke xong rồi. Dạ. Cũng không hẳn là karaoke nữa nhưng mà đúng là anh đi karaoke nhiều cho nên anh nghĩ ra được nhiều cái ý tưởng để làm mấy cái chương trình show này giống như dạ. Mãi Dòng Ai nè. Dạ. Rồi Hát Mãi Ước Mơ. Dạ. Hát Mãi Ước Mơ thật sự là thì đó, thì cái đó là cái chương trình anh nghĩ ra nhưng mà đang gián đoạn năm nay rồi, năm tới anh làm lại. Dạ. Dạ nhưng mà đang thích cái chương trình show diễn cuộc đời lắm, bà con đang thích lắm. Dạ cũng là thật sự là cảm ơn những người như anh, thì phải có những người như anh thì tụi em mới được, tức là tụi em mới, cái cuộc đời của em mới có được những cái gọi là một cái live show, nhưng mà có thể là đây là một cái live show duy nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng mà có mơ ước cũng không bao giờ có, tại vì cái điều kiện của tụi em để mà làm một cái live show thì không bao giờ được. Dạ. Thì khi mà đặt cái nói cái tên đó cũng nhiều người thắc mắc hỏi tại sao là show diễn cuộc đời mà là không, tại sao lại không phải là show diễn để đời. Thì anh nói là thật ra là nếu mà nói cái gì để đời là nó phải to tát lắm. Dạ. Còn cuộc đời thì có thể là cuộc đời mình ai cũng có một cái ước mơ một lần, nhất là những người mà có tham gia nghệ thuật đúng không, thì ai cũng mong muốn mình có một cái chương trình cho dù nhỏ dù lớn gì mà nó một chương trình của riêng mình. Dạ. Đó, thì ý tưởng của anh là anh nghĩ là đơn giản là vậy thôi. Dạ. Ừ. Rồi, trước đây tụi em thì em cũng là người khiếm thị nhưng mà nói chung là ở trong
không được biết, nhưng mà khi từ cũng rất là cảm ơn công ty của anh và người đứng sau là anh, là cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì em mới được bà con cô bác biết đấy. Dạ, cho nên là em về là cũng có nhờ cháu nó lập cho một cái kênh, lâu rồi nó mới lập. Dạ, là mỗi kênh là Bích Diễm Official, thì em thích bài nào thì em hát lên đó đi. Nhưng mà khi mà vô cái công ty bản quyền thì nó dính bản quyền rất nhiều. Dạ. Thôi để có gì anh giúp cho, đâu có sao đâu. Thường dạ. Em vào cái kênh đó thì mình phải có hợp tác với lại dạ. một cái network giống như là tụi anh vậy đó. Dạ. Thì mình bảo vệ bản quyền với lại phải mua nữa. Dạ. Mà nếu em khó em hát đi con. Hát ha. Dạ. Nghĩa là em mới lập một cái kênh thì em thôi để cái gì anh nói mấy bạn nó hướng dẫn cho, không sao. Dạ. Dạ. Rồi với lại mình phải bây giờ làm nhạc khó lắm, mình phải mua bản quyền, bây giờ khó khăn lắm. Dạ, blog từ mọi thứ thì em không làm được, ví dụ những cái quay á thì em không có làm được, chỉ đó, có hát như, thôi, em chỉ có hát được. Giống thôi. Như bây giờ mà đó, anh ngồi nói chuyện với em rồi em hát xong rồi giờ vừa up lên một cái là phải mua cái bài bản quyền bài hát đó luôn. Dạ. Giờ mọi thứ là tất cả mọi thứ nó đều là bản quyền. Dạ. Khó vô cùng. Dạ. Nhất là âm nhạc dính bản quyền 90% anh. Ừ, chắc chắn. Dạ. Khó. Thành ra bây giờ những cái nghệ sĩ mà mình nói là không chuyên á ha, hoặc dạ. là chơi mà ngẫu hứng như em thì lại càng khó khăn, tại vì mình cũng không biết làm sao để mình quảng bá cho mình quảng bá, mình chia sẻ nữa. Dạ. Dạ thì khi nói chung em khi mà tham gia cái Hát Mãi Ước Mơ về thì em tham gia rất là nhiều những cái sẽ nghe rất là nhiều những cái chương trình của bên anh, thì là em mới biết là cái người mà đứng đằng sau những cái chương trình đó là anh. Dạ. Có duyên, anh nghĩ tại hôm trước anh cũng có đi cứu trợ cái đợt hai đợt trước đầu với là anh Khương. Dạ. Thì cũng có đi ngang cái khu vực miền Trung nè, xong anh mới ngồi anh mới nói chuyện hay là mới hỏi ra bữa nào thay bữa nào ghé chỗ dì Diễm Tam Kỳ đi. Dạ. Rồi cái sau đó là cái chuyến đi đó lẽ ra là anh đi với Khương mà vì anh có việc mình ra. Dạ. Là đột xuất anh nói anh đi cũng được, mới anh nói Khương ra nói chuyện với chị Diễm trước. Nói trên kênh của anh là xem như thế nào. Dạ, anh nói trên kênh của anh là đang làm cái sổ diễn cuộc đời cho chú Hai Liêm. Đúng rồi, anh không có ra miền Trung được. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau chú Hai Liêm là tới anh Thanh Điền đó. Dạ. Rồi. Anh Thanh Điền ngón đàn cũng ác lắm. Dạ, em nghe mà. Dạ, ổng nên ảnh mà đánh được cho em vừa tân vừa cổ được nè. Dạ. Rồi sức khỏe ảnh yếu quá không biết làm sao. Dạ. Để anh đang nghĩ là một là ra đây, hay là đưa em vô trong đó hay sao. Dạ, tại vì nói thiệt với anh là ở ngoài này mà nếu làm được một cái chương trình khổ lắm anh ạ. À. Tại vì cái thị hiếu ở ngoài này, cái âm nhạc họ cũng, những cái phòng trà mà ở ngoài này nó không có một cái phòng trà nào để mà mình đi hát, để mà mình có thể là có thêm cái thu nhập nữa, không có, ở ngoài này nó ít lắm. Dạ. Thì chẳng lẽ giờ mình tổ chức ở Cần Thơ, em chưa đi Cần Thơ bao giờ đúng không? Dạ, chưa bao giờ luôn. Ồ, hay quá. Vui á. Dạ. Đi Cần Thơ một chuyến, đi lên đi mùa đi lên Chợ Nổi Cái Răng rồi cho biết. Dạ, cho em hỏi là bữa hôm trước cái bạn gì Nga Xoài Chua có liên hệ em gọi. Nga Xoài có Chua đây, để có đây không ạ? Dạ em đây. Nga hả? Dạ. Hay quá, đây nắm tay chị cái. Nga mày hot quá. Chị ơi. Em. Dạ em chào chị. Hôm qua em có hỏi chị coi rồi. Chị nghe cái số điện thoại em lần đầu là chị nhận với em. Ra giọng em luôn. Dạ hả? Tại vì em nghe số điện thoại 505 là anh Coloman có chia sẻ cái số điện thoại này lên kênh của anh rồi. Ôi, hay. Nên là em mới gọi chị chào Nga Xoài Chua. Không, mình thấy mấy cái anh chị mà kiếm thị đặc biệt là có một cái trí nhớ nhanh vô cùng. Anh Thanh Điền với chú Hai Liêm nhớ nhanh lắm luôn. Nhưng mà cái giọng em nó cũng đặc biệt đó nha. Dạ. Giọng em mà không có ai có thể có giọng chua hơn em. Bữa sau em đổi lại là Nga Xoài Ngọt đi. Dạ, nhiều người cũng nói vậy. Cái này ngọt nhẹ. Trầm càng ngày thấy Nga bệnh nặng lắm rồi. Hôm đó Tú nó cũng ra đây. Nó cũng có song ca với em bài Tú hả? Dạ, hát cho vui thôi, hát đàn guitar này. Bữa hôm trời mưa tầm tã luôn. Ừ. Dạ. Ờ, không biết là nó đã đưa kiên kiên. Rồi bây giờ chắc mời quý khán giả nghe em một bài nữa ha. Một bài mà chị Bích Diễm đã từng tham gia Hát Mãi Ước Mơ mùa 3 nha. Một bài mà làm cho như là
ban giám khảo đó tính thành rụng rời. Mùa ba là vào là Võ Hà Trâm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em hát bài đầu tiên của cái chương trình hát lại bài Vọng Cổ Buồn thì bây giờ không có đó, đánh em đánh cổ không được. Ừ, cho nên dạ okay. Em dạ hay để dành bài đó chơi là suy diễn cuộc đời. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo, đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Cái bài mà em tham gia Vọng Cổ Buồn, Vọng Cổ Buồn là em tham gia hát bài ước mơ đúng không? Dạ vòng ba, vòng ba luôn anh. Vòng ba chung kết luôn ha. Dạ. Thôi để dành bài đó cho suy diễn cuộc đời. Anh biết em hát hay thôi chứ em đâu có biết là anh đâu biết em là đánh đàn tranh đâu ta. Dạ đàn tranh là em làm lúc ra mấy bạn về quay phóng sự là em có đánh một đoạn khi em ngồi ở trước này. Nhưng mà trong cái cuộc thi đó thì mình không có dạ không đất để mình thể hiện cái đó đúng không? Dạ. Nhưng mà cái trong cái show diễn cuộc đời sắp tới thì em có sẽ có rất nhiều đất để em thể hiện. Dạ. Dạ, cái vụ này hay nha, kết hợp nhiều cái lắm luôn. Dạ. Nhưng mà giờ nói ý em nào, giờ ý em là em muốn làm ở tại quê hương này hay là ở đâu cũng được? Dạ, thì em thì nói chung khi được tham gia là em mừng lắm rồi. Khi được hát, nói chung là được hát, được mình được đứng hát trực tiếp là em rất là mừng rồi. Còn cái này thì tùy chương trình sắp xếp, chứ em thì không biết. Tại cái bối cảnh ở đây mình phải kiếm cái chỗ nào, thành phố không, chỗ nào để có thể... Nhưng mà nếu mà muốn có sự kết hợp thì phải... Trời, cái này mà kết hợp với anh Thanh Điền hay lắm nha, vì anh đánh cổ được nữa. Dạ. Em là rất là thích hát những cái bài dân ca Bắc Trung Nam là em... Ôi ôi em mà bảnh hơn. Cứ kiểu gì anh bóc cái đàn lên là anh không đần được liền à. Dạ dạ. Hay lắm. Dạ. Quái kiệt đúng nghĩa luôn. Dạ. Mà ảnh thì sức khỏe anh yếu lắm. Ảnh dạ. Không phải anh bị rối loạn tiền đình nên là mỗi lần đưa anh đón nè. Dạ. Để anh về anh tính nha. Dạ. Còn cũng có một cái ý hay nữa là nếu mà em tham gia em có tâm thành viên của hội hội người mù thì có khi là mình tổ chức ở đâu để cho toàn bộ hội ra ngồi nghe. Dạ. Cũng dễ thương. Nhưng mà tại vì nếu mà mình tham gia thì sẽ có làm sao có nhiều người giúp em được á. Dạ.
Tại vì vừa rồi thì em cũng may mắn thì cũng được một khán giả họ vô họ bình luận là anh Khương Dừa, anh mới vô anh nói là có khán giả nào đó bình luận là Khương Dừa biết nhà Diễm là bị bão bay nên là vô cũng có giúp cho em được 70 triệu để mà em sửa, nhưng mà hiện nay cũng đã xong rồi, nhưng mà còn một cái sơn với lại điện bắt điện trong nhà nữa là xong. Dạ. Thì lúc đó em cũng nói là thôi có gì cho em gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân, quý cô chú trong và ngoài nước đã tạo điều kiện giúp cho những cái hoàn cảnh như em. Dạ. Được có một cái ngôi nhà để mà ngôi nhà chắc chắn để mà mình có thể mình trú mưa trú bão. Dạ. Hồi trước em tham gia cái em gọi là em tham gia, em cũng làm massage luôn hả? Dạ. Em biết massage luôn. Dạ. Ồ. Rồi trước mình làm ở đó thì cái mình massage rồi cái người ta trả lương cho mình hay sao? Dạ, ăn theo cái đầu khách, ví dụ như một tháng mà cao tay thì em khoảng được 2,5 triệu. Ừ. Dạ, mà lúc đó em có một đứa bé đứa nhỏ. Thì bây giờ em hai đứa nhỏ rồi mà 2,5 triệu thì mà tiền em đi xe ôm đi lại nó rất là thấp. Cho nên là mà trúng cái dịch Covid này nữa cho mình ngày không có khách, có hồi ngày không có khách mua luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình sống, bây giờ như giờ em không làm thì giờ cái sinh kế chính của mình là cái gì? Dạ em thì ý cái nguyện vọng của em là khao khát được hát, rất là mê hát luôn. Em hát mọi lúc mọi nơi. Còn nếu mà để em làm bây giờ làm cái nghề mà để em sống thì bây giờ em chỉ về em với mẹ em, tại vì mẹ em cũng chăn nuôi gà rồi đó thôi, chứ em cũng làm được, chưa làm được cái chi hát ở ngoài mình thì không làm được. Dạ.